Rồi thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho anh chị cấu hình là vốn 6 và 7 đô nha các anh chị. Hiện tại là mình đang test rất là ok ha. Hiện tại đang lãi là 130 đô ha, nhưng mà mình đi tới 8 lệnh ha. Đó, mình đánh demo của tài khoản này để mà test. Và tất nhiên là khi mình đánh thật á, thì mình sẽ giảm cái tỷ lệ rủi ro hơn ha, bằng cách là mình đi 6 và 7 đô ha, và để hai cái số không phía trước như thế này ha. Đó. Rồi mình đã chốt lại tổng hôm nay là 50 đô các anh chị. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bật cái robot này cho nó chạy thêm ha. Đấy, bây giờ mình khởi động lại cho nó chạy tiếp. Rồi tôi có hành là mình đẩy là bốn phương pháp ha, mình đẩy gì cho nó nhanh ha. Rồi chị dự lệnh là chị đẩy y như vậy thêm 2 0 cho mình ha, dây dự lệnh là 9 giây nè. Rồi chị bấm tiếp theo ha. Tính năng sử dụng chị chọn cái layer chích đòn ha. Tính năng nâng cao thì chị sẽ chọn tự động đổi phương pháp nè, và các phương pháp mình sẽ chọn là bây giờ mình sẽ chọn là phương pháp là chị đánh tăng ha, và xoay quay chị đẹp fan ha, và chị chọn thêm cái phương pháp cuối cùng là xương cá cho mình ha. Đó, mình đánh bốn cái phương pháp. Rồi đổi khi thắng liên tiếp là mình đi ghi 10 ha, và thua đổi khi thua liên tiếp đó, thì mình sẽ chọn là 3 ha. Mình sẽ tắt thông báo đi. Rồi sau đó chị bấm được thêm có hình ha. Đây khi nào chị muốn chạy thì chị bật lên thôi ha, thì hiện tại là mình cũng đang mới bật lên ha. Đó, và nó đang vào lệnh đó, vì mình để 4 số không phía trước đó, cho nên là hiện tại là đang vào không ha. Đấy, chừng nào nó thua 2 lệnh thì nó sẽ vào vào tiền giống như thế này ha. Đấy. Đó, hôm nay mình chốt rất là nhiều ha. Cái tài khoản một mỗi cái tài khoản là mình chốt 50 đô ha. Đấy, và cái tool này thì mình chốt khá là nhiều ha, 244 đô. Rồi anh chị nào cần sử dụng những cái công cụ như thế này thì anh chị liên hệ với mình để mình cấp cho chị ha.